Chào mừng các bạn đến với bản tin giá gà vịt và trứng gà vịt của Trung tâm Đào tạo Thú y và Thủy sản trực tuyến chất lượng cao bác sĩ Dương. Hôm nay ngày 14 tháng 9 năm 2024. Giá gà và vịt. Ở khu vực miền Bắc mời các bạn xem bảng sau. Phú Thọ giá vịt 37.000, gà lai chọi 53.000, gà mía 85.000. Yên Bái giá vịt 37.000, gà lai chọi 53.000. Hải Dương giá vịt 37.000, gà lai chọi 53.000. Hưng Yên giá vịt 37.000. Nam Định giá vịt 37.000, gà lai chọi 54.000, gà mía 83.000. Thái Nguyên giá vịt 37.000, gà lai chọi 53.000. Thái Bình giá vịt 37.000, gà lai chọi 53.000. Hà Nam giá vịt 37.000, gà mía 83.000. Vĩnh Phúc giá vịt 37.000, gà lai chọi 53.000, gà mía 85.000. Hà Nội giá vịt 37.000, gà mía 85.000. Tuyên Quang giá vịt 37.000, gà lai chọi 53.000, gà mía 85.000. Ninh Bình giá vịt 37.000, gà lai chọi 53.000. Ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên, mời các bạn xem bảng chi tiết sau. Thanh Hóa giá vịt 37.000, gà lai chọi 53.000. Nghệ An giá vịt 37.000, gà mía 84.000, gà ri 63.000. Đắk Lắk giá vịt 37.000, gà minh dư 41.000. Quảng Bình giá vịt 40.000, gà ri 62.000. Quảng Trị giá vịt 40.000, gà ri 62.000. Thừa Thiên Huế giá vịt 41.000, gà minh dư 48.000. Quảng Nam giá vịt 40.000, gà minh dư 45.000. Quảng Ngãi giá vịt 41.000, gà minh dư 43.000. Bình Định giá vịt 41.000, gà minh dư 43.000. Lâm Đồng giá vịt 39.000, gà minh dư 48.000. Ở khu vực miền Nam, cụ thể mời các bạn xem bảng sau. Bình Phước giá vịt 41.000, gà minh dư 46.000. Đồng Nai giá vịt 40.000, gà minh dư 45.000. Thành phố Hồ Chí Minh giá vịt 41.000, gà minh dư 43.000. Bình Dương giá vịt 40.000, gà minh dư 46.000. Tây Ninh giá vịt 41.000, gà minh dư 43.000. Long An giá vịt 41.000, gà minh dư 42.000. Đồng Tháp giá vịt 40.000. An Giang giá vịt 41.000. Cần Thơ giá vịt 41.000, gà Bến Tre 54.000. Hậu Giang giá vịt 41.000, gà minh dư 42.000, gà Bến Tre 54.000. Kiên Giang giá vịt 41.000, gà Bến Tre 55.000. Cà Mau giá vịt 41.000, gà Bến Tre 54.000. Bạc Liêu giá vịt 40.000. Sóc Trăng giá vịt 41.000, gà minh dư 42.000. Bến Tre giá vịt 40.000, gà Bến Tre 64.000. Tiền Giang giá vịt 41.000, gà Bến Tre 60.000. Bà Rịa, Vũng Tàu giá vịt 41.000, gà minh dư 45.000. Giá trứng gà và vịt. Ở khu vực miền Bắc mời các bạn xem bảng sau. Phú Thọ giá trứng vịt 2.300. Hải Dương giá trứng vịt 2.300, trứng gà Ai Cập 2.100. Hưng Yên giá trứng vịt 2.300, trứng gà Ai Cập 2.100. Nam Định giá trứng vịt 2.200, trứng gà Ai Cập 2.150, trứng gà Isa 1.900. Thái Nguyên giá trứng vịt 2.300. Thái Bình giá trứng vịt 2.300, trứng gà Ai Cập 2.100. Hà Nam giá trứng vịt 2.200, trứng gà Ai Cập 2.150. Vĩnh Phúc giá trứng vịt 2.300, trứng gà Ai Cập 2.100, trứng gà Isa 1.950. Hà Nội giá trứng vịt 2.300, trứng gà Ai Cập 2.100, trứng gà Isa 1.950. Tuyên Quang giá trứng vịt 2.300, trứng gà Ai Cập 2.100. Ninh Bình giá trứng vịt 2.300. Ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên, mời các bạn xem bảng chi tiết sau. Thanh Hóa giá trứng vịt 2.300, trứng gà Ai Cập 2.100, trứng gà Isa 1.900. Nghệ An giá trứng vịt 2.300, trứng gà Ai Cập 2.100. Quảng Bình giá trứng vịt 2.300, trứng gà Ai Cập 2.100. Thừa Thiên Huế giá trứng vịt 2.300, trứng gà công nghiệp 2.300. Quảng Nam giá trứng vịt 2.300, trứng gà công nghiệp 2.050. Quảng Ngãi giá trứng vịt 2.400, trứng gà công nghiệp 2.250. Bình Định giá trứng vịt 2.500, trứng gà công nghiệp 2.200.
Lâm Đồng giá trứng vịt 2.500, trứng gà công nghiệp 2.000. Ở khu vực miền Nam, cụ thể mời các bạn xem bảng sau. Bình Phước giá trứng vịt 2.500. Đồng Nai giá trứng vịt 2.500, trứng gà công nghiệp 2.000. Thành phố Hồ Chí Minh giá trứng vịt 2.500. Tây Ninh giá trứng vịt 2.500. Đồng Tháp giá trứng vịt 2.500. An Giang giá trứng vịt 2.200. Cần Thơ giá trứng vịt 2.200, trứng gà công nghiệp 2.050. Hậu Giang giá trứng vịt 2.200, trứng gà công nghiệp 2.050. Kiên Giang giá trứng vịt 2.000. Cà Mau giá trứng vịt 2.200. Bạc Liêu giá trứng vịt 2.200. Sóc Trăng giá trứng vịt 2.200. Bến Tre giá trứng vịt 2.400, trứng gà công nghiệp 2.050. Hàng ngày, Trung tâm Đào tạo Thú y và Thủy sản trực tuyến chất lượng cao bác sĩ Dương sẽ cập nhật giá gà, vịt và trứng cho các bạn quan tâm. Các bạn hãy đón theo dõi và chia sẻ cho mọi người. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tiếp theo. Trân trọng kính chào.